Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam, chủ dự án Thủy điện Thượng Nhật đã có hành vi vi phạm hành chính gồm không thực hiện quan trắc và vận hành không đúng quy trình vận hành hồ chức thủy điện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tổng mức phạt đối với hai hành vi vi phạm này là 130 triệu đồng. Đồng thời đối với vi phạm quy định về giấy phép hoạt động điện lực, đoàn kiểm tra sẽ báo cáo với Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc thu hồi giấy phép hoạt động điện lực đối với nhà máy Thủy điện Thượng Nhật. Cần phải tiếp tục rà soát để hoàn thiện thể chế pháp lý, và đặc biệt là về chế tài, phải có những cái biện pháp chế tài mạnh ngay lập tức. Đấy thì để đảm bảo sao các nâng cao cái ý thức của cái chủ đầu tư, đảm bảo phải tuân thủ quy định. Công trình nhà máy Thủy điện Thượng Nhật do Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Miền Trung Việt Nam làm chủ đầu tư có công suất 11 MW. Hiện nay, Thủy điện Thượng Nhật chưa được tỉnh Thừa Thiên Huế cấp phép tích nước phát điện là do chủ đầu tư chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng khu lòng hồ và hoàn trả tuyến đường dân sinh cho người dân địa phương bị ảnh hưởng trong quá trình xây dựng nhà máy.